À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello, nice to see you today. Last week, we talked about review 4, lesson 1. And today, we have a review about skills. Xin chào các em, chào mừng các em quay trở lại với khóa học. Ở bài học trước, chúng ta đã nói về review số 4, phần ngôn ngữ. Thì trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với review số 4, phần số 2, đó là skills. Phần skills thì chúng ta sẽ đi toàn bộ các kỹ năng. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với kỹ năng đọc nhé. 1. Read the notice. Tick the appropriate boxes. Đọc thông báo, đánh dấu tích vào các ô thích hợp. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cho cô vào các thông báo. Mình sẽ lần lượt đọc từng thông báo này. A. New club members wanted. We need members for the new science club. Must be between 12 to 14 years old. Must be creative and want to learn new things. Club members meet once a week on Sundays in the town library. If you are interested or want for more details, send an email to or call 0912345678. Cái thông báo đầu tiên, A, đó là tuyển thêm thành viên cho câu lạc bộ. Chúng tôi cần thêm thành viên cho câu lạc bộ khoa học. Độ tuổi phải từ 12 tới 14, cần sáng tạo và ham học hỏi. Các thành viên câu lạc bộ sẽ gặp nhau mỗi lần một tuần vào các chủ nhật ở thư viện thị trấn. Nếu bạn có hứng thú hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy gửi mail đến hòm thư điện tử hoặc gọi số 0912345678. And now the second notice. Chúng ta tiếp tục chuyển sang cái thông báo số 2. B. School Speaking Contest. Our school is organizing an English speaking contest about the planets in our solar system. Interested students create posters about the planet of their choosing and present them to the teachers. Please contact our English teacher for more details no later than April 25 or send an email to. Thông báo số 2 là cuộc thi nói cấp trường. Trường của chúng ta đang tổ chức một cuộc thi nói về các hành tinh trong hệ mặt trời. Những học sinh có hứng thú có thể tạo một poster về hành tinh của mình, chọn và trình bày trước các giáo viên. Hãy liên lạc với giáo viên tiếng Anh của các em trước ngày 25 tháng 4 hoặc gửi email đến email này để biết thêm thông tin chi tiết. Next, tiếp theo chúng ta có cái thông báo số 3. C. A talk about future means of communication. Are you interested in future means of communication? Do you want to learn about it from experts? Come and join our talk. Time, 2 p.m., 8 April. Place, school library. Phone, 0947-38224 for more information. Đoạn C đó là một bài nói về công cụ giao tiếp trong tương lai. Bạn có hứng thú với những công cụ giao tiếp trong tương lai hay không? Bạn có muốn học hỏi thêm từ các chuyên gia hay không? Hãy đến và tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Thời gian 2 giờ chiều ngày 8 tháng 4. Địa điểm Thư viện trường. Gọi số 0947-38224 để biết thêm thông tin chi tiết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bài tập liên quan tới 3 thông báo này. Chúng ta sẽ chọn xem từng cái câu này đang nói về thông báo nào. A, B, O, C. First, number one, this notice mentions the age of the participants. Cái thông báo này nhắc đến độ tuổi của người tham gia.
Các bạn sẽ xem cho cô câu sau đây nhé. Câu này được trích từ cái thông báo A. We need members for the new science club. Must be 12 to 14 years old. Thông báo A có nhắc đến cái độ tuổi là 12 tới 14 tuổi. So, number 1, you check on A. Number 2, participants give a presentation. Người tham gia phải thuyết trình. Để biết được câu này, chúng ta sẽ xem cho cô dẫn chứng sau đây. Dẫn chứng này được trích từ thông báo B. Đó là gì? Interested students create poster about a planet of their choosing and present them to the teachers. Các học sinh có hứng thú có thể tạo một tấm áp phích về hành tinh mà mình chọn và trình bày trước các giáo viên. Thì cái động từ present này nó chính là động từ của presentation. So, number 2 is B. Number 3, participants discuss ways of communication in the future. Những người tham gia thảo luận về các cách giao tiếp trong tương lai. Chúng ta đọc cái phần ways of communication thì mình đã biết được đáp án là gì rồi, đúng không nào? Ở đoạn C có nói gì? Are you interested in the future means of communication? Do you want to learn about it from experts? Come and join our talk. Bạn có quan tâm, có hứng thú đến những cái cách giao tiếp trong tương lai hay không? Bạn có muốn học nó từ những chuyên gia? Hãy đến và tham gia bài nói của chúng tôi. Như vậy, câu số 3 đáp án của chúng ta là C. Next, number 4. Participants meet once a week. Những người tham gia gặp nhau một lần trong một tuần. Once a week. Đây chính là cái keyword mà chúng ta cần để tìm ra phương án chính xác. Ở thông báo A, chúng ta có câu Club members meet once a week on Sundays in the town library. Các thành viên câu lạc bộ gặp nhau một lần mỗi tuần vào các ngày chủ nhật ở thư viện của thị trấn. Vậy đáp án chính xác của câu số 4 đó là A. Cuối cùng là câu số 5. Interested people call for more details. Những người có hứng thú sẽ gọi điện để biết thêm thông tin. Các bạn sẽ nhìn cho cô vào câu sau đây nhé. Đầu tiên ở thông báo A. If you are interested or want more details. Nếu bạn hứng thú hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể gọi tới số 0912 34567. Vậy thì cái dấu tích cho câu số 5 đó sẽ là A. Tuy nhiên các bạn hãy cẩn thận với câu hỏi này. Đề bài trong bài tập số 1 có nói là chúng ta được tích nhiều hơn một đáp án cho mỗi câu. Như vậy các bạn sẽ phải nhìn tiếp cho cô vào thông báo B và C nữa nhé. Thì trong hai thông báo còn lại, thông báo C cũng có chứa thông tin liên quan tới số điện thoại. Đó là chúng ta hãy gọi số 0947382224 để biết thêm thông tin. Điều đó có nghĩa là câu số 5 sẽ có hai phương án chúng ta cần lựa chọn. A and C. Vừa rồi cô đã giúp các bạn hoàn thành xong kỹ năng đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với kỹ năng speaking. Work in pairs, ask and answer about a device or an app you use for studying. Report your partner's answers to the class. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời về một thiết bị hoặc một ứng dụng mà em sử dụng cho việc học. Báo cáo câu trả lời của người bạn của em với cả lớp. Sách giáo khoa đưa ra cho chúng ta 4 câu hỏi gợi ý. 1. What kind of device or app is that? Đây là loại thiết bị ứng dụng gì? 2. How often do you use it? Bạn sử dụng nó thường xuyên như thế nào? 3.
What are the benefits of using it? Những lợi ích của việc sử dụng nó là gì? 4. Are there any problems using it? Có vấn đề gì khi sử dụng nó hay không? Và dựa vào những câu hỏi gợi ý này thì cô sẽ đưa ra cho các bạn một cái gợi ý nho nhỏ để các bạn có thể tham khảo cho bài nói của mình. Let's look at this. Res Plus is an amazing app. It helps me study English more effectively. I use it almost every day. I can read a lot of books in both fiction and non-fiction. It also helps me improve my pronunciation by listening and recording. But I need to buy its account so as to use it. Res Plus là một ứng dụng tuyệt vời. Nó giúp tôi học tiếng Anh hiệu quả hơn. Tôi sử dụng nó gần như là mỗi ngày. Tôi có thể đọc rất nhiều sách, kể cả hư cấu và phi hư cấu. Nó cũng giúp tôi cải thiện phát âm của mình bằng cách là nghe và ghi âm. Nhưng tôi cần phải mua tài khoản để có thể sử dụng nó. Như vậy ở đây chúng ta có là cái tên của ứng dụng, đó là Res Plus. Chúng ta có cái thông tin về mức độ thường xuyên mà mình sử dụng, đó là almost every day. Cái lợi ích của nó là gì? I can read a lot of books. Có thể đọc nhiều thể loại sách này. Và làm sao? Improve my pronunciation. Cải thiện cái phát âm. Còn cái problems, cái vấn đề khi sử dụng cái này đó là gì? Đó là mình phải mua tài khoản, tức là mình sử dụng mất tiền chứ không phải miễn phí. Tương tự thì các bạn cũng hãy thảo luận và đưa ra một bài nói cho hoạt động số 2 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với kỹ năng nghe. Listening, task 3. Listen to Mark talking about the solar system. Fill in each blank with no more than 2 words. Hãy nghe Mark nói về hệ mặt trời, điền vào mỗi chỗ trống không quá 2 từ. Điều đó có nghĩa là các bạn chỉ được phép điền 1 từ hoặc 2 từ. Không được điền nhiều hơn, kể từ từ số 3 là coi như câu trả lời sẽ không chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lần nghe thứ nhất. Let's start. Review 4, page 135. Skills. Listening. Activity 3. Listen to Mark talking about the solar system. Fill in each blank with no more than 2 words. The Sun is a star which has 8 planets that move around it. Many of these planets have moons. The Sun, the 8 planets, their moons, and other objects make up our solar system. Based on their distances from the Sun, the 8 planets are divided into inner and outer planets. The 4 inner planets are fairly small and have rocky surfaces. They are Mercury, Venus, Earth, and Mars. Beyond Mars is the asteroid belt with millions of rocky objects. On the far side of the asteroid belt are the outer planets. They include Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These 4 planets are huge and are mostly made up of gas. They all have thick layers of clouds and rings around them. Okay, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một lần nữa. Review 4, page 135. Skills. Listening. Activity 3. Listen to Mark talking about the solar system. Fill in each blank with no more than 2 words. The Sun is a star which has 8 planets that move around it. Many of these planets have moons. The Sun, the 8 planets, their moons, and other objects
make up our solar system. Based on their distances from the Sun, the eight planets are divided into inner and outer planets. The four inner planets are fairly small and have rocky surfaces. They are Mercury, Venus, Earth, and Mars. Beyond Mars is the asteroid belt with millions of rocky objects. On the far side of the asteroid belt are the outer planets. They include Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These four planets are huge and are mostly made up of gas. They all have thick layers of clouds and rings around them. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại để chữa bài tìm ra phương án chính xác cho 5 ô trống này. Review 4, page 135. Skills. Listening. Activity 3. Listen to Mark talking about the solar system. Fill in each blank with no more than 2 words. The Sun is a star which has 8 planets that move around it. Many of these planets have moons. Many of these planets that move around it have moons. Rất là nhiều trong số những hành tinh này thì có mặt trăng. Như vậy, đáp án đúng của câu số 1 sẽ là moons. Chúng ta cùng tiếp tục nhé. 8 planets, their moons, and other objects make up our solar system. Based on their distances from the Sun, the 8 planets are divided into inner and outer planets. The four inner planets are fairly small and have rocky surfaces. The four inner planets are fairly small and have rocky surfaces. Bốn hành tinh ở bên trong khá nhỏ và có bề mặt đá. Chúng ta sẽ cần điền vào ô trống số 2, đó là rocky surfaces. Rocky surfaces. They are Mercury, Venus, Earth, and Mars. Beyond Mars is the asteroid belt with millions of rocky objects. Beyond Mars is the asteroid belt with millions of rocky objects. Đáp án của câu số 3 là objects, rocky objects. Ngoài sao hỏa là vành đai tiểu hành tinh với hàng triệu vật thể bằng đá. Objects. On the far side of the asteroid belt are the outer planets. They include Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These four planets are huge and are mostly made up of gas. These four planets are huge and are mostly made up of gas. Tính từ chúng ta cần điền trong câu số 4 là huge. Những cái hành tinh này thì rất lớn và chủ yếu được tạo thành từ các khí. Up of gas. They all have thick layers of clouds and rings around them. They all have thick layers of clouds and rings around them. Chúng đều có những lớp mây dày và những vòng bao quanh chúng. Và đó là phần đáp án 5 câu hỏi của bài tập số 3. Trước khi đến với phần cuối cùng, thì cô và các bạn hãy cùng nhau nghe lại một lần nữa bài nghe này. Review 4, page 135. Skills. Listening. Activity 3. Listen to Mark talking about the solar system. Fill in each blank with no more than 2 words. The Sun is a star which has 8 planets that move around it. Many of these planets have moons. The Sun, the 8 planets, their moons, and other objects make up our solar system.
Based on their distances from the Sun, the eight planets are divided into inner and outer planets. The four inner planets are fairly small and have rocky surfaces. They are Mercury, Venus, Earth, and Mars. Beyond Mars is the asteroid belt with millions of rocky objects. On the far side of the asteroid belt are the outer planets. They include Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These four planets are huge and are mostly made up of gas. They all have thick layers of clouds and rings around them. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 4 của kỹ năng Writing. Write a paragraph from 80 to 100 words about your favorite means of communication. You may use the following questions as cues. Viết một đoạn văn từ 80 tới 100 từ về phương tiện giao tiếp yêu thích của bạn. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi sau đây như gợi ý. Chúng ta có 4 câu hỏi gợi ý. 1. What is your favorite means of communication? Phương tiện giao tiếp yêu thích của bạn là gì? 2. How often do you use it? Bạn sử dụng nó thường xuyên như thế nào? 3. What are the benefits of using it? Lợi ích của việc sử dụng nó là gì? 4. Do you think you will use it in the future? Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ sử dụng nó trong tương lai không? Và sau đây là phần gợi ý ngắn gọn của cô cho bài tập này. Các bạn có thể quan sát nhé. My favorite means of communication is the mobile phone. I use it every day to talk with almost anyone, from my family members to friends. It is a very convenient way of communicating with people because it is small and portable. In addition, I can send them messages and even make video calls. If my phone is connected to the internet, it will be much better. The reason is that I can send and receive emails through it or accept various websites to update news and information. In the future, I will continue using my mobile phone to communicate. Bây giờ chúng ta dịch đoạn văn nhé. Phương tiện giao tiếp yêu thích của tôi đó là điện thoại di động. Tôi sử dụng nó mỗi ngày để nói chuyện với bất kỳ ai, từ người thân trong gia đình cho đến bạn bè. Nó là một cách rất là tiện lợi để giao tiếp với mọi người bởi vì nó nhỏ gọn và có thể sạc. Hơn nữa, tôi có thể gửi các tin nhắn hoặc thậm chí là gọi qua video. Nếu điện thoại của tôi có kết nối với Internet thì nó sẽ thật là tuyệt vời hơn. Lý do là bởi vì tôi có thể gửi và nhận thư điện tử thông qua nó và truy cập được rất nhiều website khác nhau để cập nhật những thông tin và những tin mới. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sử dụng điện thoại di động của tôi để giao tiếp. Các bạn có thể dựa vào đoạn văn tham khảo của cô cùng với những câu hỏi gợi ý của sách giáo khoa để viết một đoạn văn của riêng mình nhé. Bài ôn tập ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt các em và chúc các em học tốt. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.